Viên đạn thứ hai, Victor V3. Victor V3 với một cái các bạn sẽ thấy là chúng ta xem qua cái nắp trước. Vâng, đó. Cái nắp này. Vâng, hoàn toàn cũng không có bị xây xước gì lớn cả. Một vài cái chấm nhỏ không đáng kể. Đó. Đó về bà. Rồi, cái giá nhà rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy. Đây, chữ Victor. Cái phím cũng rất là chặt. Rất là chặt các bạn nhé. Rồi. Đấy, chúng ta đi mua đàn chúng ta cứ rửa này. Đẩy nhẹ ra lại, nếu mà thấy nó lắc ngang nhiều quá thì chúng ta thấy rằng là à, vậy cái phím nó bị dơ dão rồi, hoàn toàn cái này nó không bị. Vâng, thế còn hình thức cơ bản là như vậy. Cái quan trọng là âm thanh đúng không các bạn, âm thanh của cây đàn vang lên như nào, vì chúng ta mua đàn là mua cái âm thanh hay của cây đàn, nên các bạn phải cảm nhận được cái cây đàn đó nó hay đó. Đấy là điều rất là quan trọng. Chúng ta cùng nghe. Vâng. Chúng ta vừa nghe lớp Mistender và Hiếu chơi ngẫu hứng để các bạn thấy rằng là Victor V3 này
Vâng, âm thanh dày này, ấm này. Và nhưng mà nó vẫn không bị tối, và nó vẫn vang. Dày ấm nhưng nó vẫn vang. Vâng, đấy là một cái mà rất là thú vị, rất là thú vị. Và những bạn nào mà thích chơi những bản nhạc nhẹ nhàng nhiều, hiểu nghĩ như thế, thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý. Vâng. Khẳng định điều đó, chúng ta cùng nghe từng phím một của cây đàn. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Hiếu muốn nhấn mạnh là vừa xong để chơi được cái kỹ thuật đó, và Hiếu đã thấy rằng là nó rất ngọt ngào, rất ngọt ngào. Vô cùng chắc chắn với tất cả cái hệ thống của cây đàn mới chịu được một cái tiếng nổ như vậy. Vâng. Bây giờ mời các bạn lại xem cái chữ Victor. Vâng. Đó. Đó. Chúng ta xem lại cái lá nhang một chút. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống xem ba cái bê đan kiểu hình như giọt nước như thế này. Đó, rất là sáng sạch đúng không các bạn? Đó, các kỹ thuật viên bên mình là rất là cẩn thận tỉ mỉ. Đó. Rồi, các bạn thấy ba cái thanh truyền gỗ rất là sạch sẽ, và cả cái không gian này rất sạch rồi. Nhưng các bạn thấy quan trọng nhất là cái đầu dây này. Đấy, không bị gì đúng không ạ? Đấy, con ngựa này chắc chắn này. Đấy, cả cái khung frame chắc khỏe. Vâng, chúng ta kiểm tra thấy không có một cái gì bất thường ở đây cả, thế là tốt. Vâng, rồi các bạn xem phần phía trên này. À, cái kiểu dáng này nó gần như là dòng U3H. Đây các bạn thấy này, đấy, cái vai cong này, đấy, cái đầu hồi như này, đấy, chân thẳng, gần giống một cây U3H của Yamaha. Vâng, Victor V3. À, đây, rất đẹp. Wow. Rất đẹp đúng không các bạn? Vâng. À, đằng sau cây này 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cột trống. Vâng, với hai cái thanh tay sắt được xuyên như thế này. Rất là chắc các bạn ạ. Vâng. Chịu được lực rất là lớn khi chúng ta di chuyển. Đây, cái sao bót các bạn thấy không, sạch sẽ. Đấy, thử cái khe ở trong này rất là sạch. Đấy, cột này gỗ nguyên khối này vô cùng chắc chắn, trông nó nhỏ nhỏ một chút nhưng mà nó là gỗ nguyên khối thì rất là tốt các bạn ạ. Vâng, đây. Vâng, cái sao bót tuyệt vời, tôi nghĩ là chắc chắn là A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần bên trong action. Vâng, một sự may mắn, em muốn nhấn mạnh một sự may mắn, đó là gì? Là một cây đàn chi tiêu rất vừa phải thôi, đúng không ạ? Chỉ xung quanh 25-30 triệu, nhưng chúng ta có được một hàng chốt pin trắng, thép trắng như thế này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Với các cái vòng dây, ba vòng dây quấn đều, đấy, thép trắng như này. Đó. Tiếp theo chúng ta, wow, rất tuyệt vời, rất là chặt các bạn ạ, rất chặt. Vâng, rất chặt. Vâng, đấy, một cái búa để điển hình để chúng ta xem. Đây, cái đầu búa rất là dày, đúng không các bạn? Rất dày như thế này. Đấy, rất yên tâm. Mời các bạn xem tiếp. Da dạ lò xo dây co, và nếu cảm thấy cây đàn này nó chỉ hơi hơi cũ theo thời gian một tí tẹo thôi. Còn lại là nó đúng nghĩa là một cây đàn sử dụng lướt. Đấy, người chủ trước họ dùng không nhiều, rất ít. Và chủ yếu là có lẽ họ sẽ làm nó ở cái tính năng trưng bày nhiều. Thế nên rằng là nó còn rất là mới, rất là đẹp. Mới và đẹp như vậy. Body bên Nhật họ rất khắt khe và họ chỉ cho điểm B thôi. Vâng, nhưng tất nhiên nếu mà nói từ B trở lên là tuyệt vời rồi. Cái tính trang trí vẫn còn rất là tốt. B, key B cộng. Vâng, pin A, action A và support A. Ba tiêu chí ruột quan trọng nhất của cây đàn.
chốt giữ dây, máy và thùng vang đều ở ngưỡng rất là tốt. Vâng, à, rất rất tốt. À, Hiếu nghĩ là đây là một sự lựa chọn hợp lý. Vâng, với tất cả những ai định chi tiêu bắt đầu với đàn cơ, khoảng 25-30 triệu là một phân khúc chung ngoài xã hội hiện nay. Nhưng chúng ta lựa chọn tốt, lựa chọn khéo thì sẽ tìm được những cây đàn mà có cái phần cốt lõi của vấn đề. Cốt lõi của cây đàn tốt, mới. Vâng.